Hello, chào em á, chào mừng em đến với Cùi Biển Xanh. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi trả lời một số những thắc mắc của một số anh em. Thì hỏi bên mình là tại sao mình không chuyển giao kỹ thuật nuôi hay là cho tham quan cái hệ thống nuôi thương phẩm của mình. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em dựa trên những kinh nghiệm của người kinh doanh ha. Cái điều mà chuyển giao kỹ thuật á, thì chuyển giao kỹ thuật thì thường áp dụng cho những bộ phận như sản xuất máy móc hay những mặt hàng mà chúng ta có thể bấm và chạy được thì mới gọi là chuyển giao kỹ thuật. Còn việc chăn nuôi á, thì đa phần là hỗ trợ kỹ thuật là chính chứ không gọi là chuyển giao kỹ thuật. Tại vì chăn nuôi á, thậm chí bản thân của bên mình á, nuôi còn lúc được lúc không nữa. Và làm sao mà mình có thể chuyển giao cho anh em, mà đặc biệt chăn nuôi thì không ai đảm bảo là anh em sẽ nuôi thành công được. Nó rất là nhiều những yếu tố bất lợi, từ môi trường, từ con người, từ thiết bị. Vì thế mình phải làm sao để biết cách điều chỉnh. Thì những anh em thật sự nuôi được á, thì người ta phải tự tìm hiểu điều chỉnh làm sao cho phù hợp với cái môi trường của họ đang nuôi. Như thế thì mới thành công được. Chứ không phải như chăn nuôi, không phải như là cái máy, anh em có thể đem chỗ này rồi đem lên chỗ khác, rồi anh em chỉ bấm là chạy ra sản phẩm được, bấm cái là có con cua lột được, thì nó rất là khó. Cho nên là bên mình chỉ hỗ trợ anh em thôi. Còn việc chuyển giao kỹ thuật á, thì điều rất là khó, không thể là chuyển giao được. Cái thứ hai là cái vấn đề mà tham quan. Thì tham quan đối với việc mà cái trại sản xuất á, thương phẩm á, thì tại sao mà anh em không tham quan được? Thậm chí những cái khu nuôi tôm công nghiệp họ không tham quan được, là nó có nhiều yếu tố lắm anh em. Giả sử như anh em tham quan một đoàn đi, 5-10 người hoặc chục người, thì ít ra thì bên bộ phận sản xuất họ sẽ sắp xếp cho anh em vô coi. Nhưng mà việc tham quan của anh em á, tự phát nhỏ lẻ, bữa nay người vô, ngày mai người kia vô, thì như vậy á, thứ nhất là cái khu sản xuất á, là tất cả công việc họ đã vô nề nếp hết rồi, ai làm việc của người nấy hết rồi, anh em cứ bước vô bước ra như vậy sẽ làm xáo trộn công việc của anh em, dẫn đến cái hệ thống nó sẽ không hoạt động như ý. Với thứ hai, một điều rất là quan trọng nữa là gì, trong cái khu nuôi á, thường nó mật độ rất dày. Giả sử như trong cái lượng người tham quan á, có những người vô tình hay cố ý bỏ cái gì đó vô cái hệ thống hoặc làm lỗi hệ thống, thì cái lượng cua mà nó chết á, thì thiệt hại á, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Nó có nhiều cái yếu tố mà nó khách quan vậy đó. Cho nên đa phần á, là thường á, là sẽ không có cho người lạ vô tham quan để đảm bảo sự an toàn cũng như là sự kín đáo trong hệ thống để hệ thống vận hành được. Mục đích chính của bên hệ thống là chủ yếu là kiếm được cái lợi nhuận. Mà nếu mà những cái gì mà ảnh hưởng đến lợi nhuận thì chắc chắn là bên mình sẽ loại bỏ. Ok không? Đó là yếu tố ha. Cho nên á, thì bên bộ phận kỹ thuật á, là mình đã cố gắng hết sức là để hướng dẫn cho anh em xây dựng dựa trên những kiến thức của mình biết được, mình chỉ ra cho anh em, từ đó anh em có thể làm được. Chứ không nhất thiết là bên mình phải chỉ cho anh em là mình bán thiết bị, tại vì bán thiết bị nó rất là nhỏ lẻ. Cái thứ hai á, mà nếu như giả sử như mà việc mà nuôi chăn nuôi nó đơn giản, chỉ cần bấm cái nút cái là có con cua, như vậy thì anh em sẽ biết đó, là số lượng người nuôi rất đông. Thì những người nuôi đông như vậy á, thì đương nhiên á, thì cái sản phẩm nó sẽ bị dư thừa, lúc đó thì giá nó chắc chắn nó sẽ giảm, thì cung mà nhiều hơn cầu chắc chắn là nó sẽ bị gọi là bị dội hàng. Như vậy thì nó không còn là cái cơ hội nữa, mà nó thành một cái rủi ro rồi. Anh em nhảy vô thì chắc chắn là anh em sẽ bị tình trạng là bị không bán được hàng. Như thế là nó sẽ đâm ra thành công nhưng mà lại thất bại. Cho nên á, mình á, chỉ hướng, chỉ cũng giống như là mình chỉ hướng dẫn thôi. Còn việc quyết định làm hay không làm là chuyện của anh em. Thành công hay thất bại, đó là tự anh em quyết định. Anh em làm tới thì có thể có kết quả, còn anh em làm nửa chừng bỏ cuộc thì đó là chuyện mình không biết. Ok không? Cho nên mình sẽ giải quyết cái vấn đề mà hai cái vấn đề mà anh em hỏi mình gì thì mình cũng rất là khó trả lời luôn.
tại vì nó liên quan đến bộ phận sản xuất và kinh doanh, cho nên là bên mình thì mình sẽ cố gắng tạo clip để hướng dẫn cho anh em, gọi anh em tự nuôi và anh em tự quyết định thành công hay thất bại. Ok, thì một đôi lời chia sẻ với anh em đi thôi. À, chúc anh em thành công ha.